1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Theo yêu cầu của một bạn á, yêu cầu chị vẽ cô giáo giàu và cô giáo nghèo. Ngày hôm nay chị vẽ và đúng luôn á nha, vẽ cô giáo nghèo cái xu luôn, cái giết hết mực. Nãy giờ nó mới ra đó nha. Đó, và bây giờ chị đang vẽ một cái chữ U. Đó, và chị đang vẽ đó là một cô giáo giàu nha các bạn. Cô giáo gọi là siêu giàu luôn. Đó, đi làm thì sẽ đi bằng ô tô, tóc tai thì được nhuộm nè, rồi được uống, nói chung là làm rất là công phu luôn. Đó, bởi vì cô cũng rất là thích đẹp. Đó, đúng rồi, người giàu mà các bạn đã giàu thì người ta thích, người ta phải thật là xinh đẹp luôn. Đó, và cô giáo này cũng siêu giỏi nha. Cô giáo họ nói chuyện ngoại ngữ thì lưu loát, học cái gì cũng giỏi hết trơn hết trọi luôn á nha. Và cô đang công tác ở một trường quốc tế. Đó, cho nên á, khi mà đi làm á, thì cô cũng không có cần phải kiểu như là mặc áo dài. Bởi vì ở trường quốc tế này á, thì người ta cũng cho cô mặc kiểu như là thích mặc gì mặc, xin miễn lịch sự, đàng hoàng là ok. Và đây, đó, chị đang vẽ là cặp mắt của cô ta rất là trau chuốt luôn. Kiểu như là mắt tròn hay là được vẽ eyeliner rất là công phu. Và bên trong thì cô còn có đeo lên mắt hình trái tim rồi đó, cho nó dễ thương. Đây, đó, cái tay của chị vẽ thì nó hơi chè một chút xíu nha, các bạn thông cảm. Nhưng mà như vậy tại vì chị vẽ là chị phải kiểu như là coi từng nét một á, chứ không thôi là nó bị xấu. Đó, chị đang cố gắng là làm sao cho cô giáo thật là xinh đẹp. Đó, đây là phần chân mày ha. Có ô tập, các bạn chỉ cần là bấm dừng lại rồi có thể đếm theo ô tập là chúng ta có thể vẽ theo nha. Đây, đó, cô giáo theo phong cách chibi cũng rất là dễ vẽ luôn. Rồi, đó, mắt thì to tròn ha, miệng thì cũng vui vẻ. Nói chung, đây là một cô giáo giàu nhưng mà không hề phản cảm nha các bạn. Cô cũng kiểu như là chăm chỉ học tập rồi chăm chỉ làm việc. Kiểu như ngoài lúc mà dạy ở trên trường ra thì cô còn kiểu như ở nhà kinh doanh thêm về mảng thời trang, về mảng tóc tai làm đẹp. Và cô còn có một cái kiểu như là mở một cái khóa, một cái trung tâm nhỏ nhỏ để dạy ngoại ngữ nữa. Cho nên đó là vừa dạy trên trường về rồi cô còn phải dạy thêm ở trung tâm nữa. Thấy vậy hả, kiếm tiền đâu có dễ đâu mấy bạn. Cô hả phải làm rất là cực lực luôn. Đó, rồi hả cô còn phải kiểu như là lo lắng cho cái phần nhan sắc, sắc đẹp của mình á. Bởi vì cô nghĩ rằng là đẹp thì phải giàu có, nhìn phải sang trọng á, thì mới trở nên là quý phái, mới được là nhiều người ngưỡng mộ. Đó, cho nên là cô cũng hết sức là trau chuốt hình ảnh. Lớp thì đi làm, lớp thì phải đi spa để chăm sóc da, rồi hả tìm quần áo, mua sắm, shopping, tư vấn nhà thiết kế, rồi chăm sóc. Nói chung là thấy vậy chứ cực lắm nha các bạn. Bạn cứ tưởng đâu là nhà giàu thì sẽ rất là sung sướng đúng không? Kiểu như là cô giáo giàu thì trời ơi, siêu xịn luôn, bước lên nhung lụa rồi hả không cần phải làm gì hết. Không có đâu, tức là cô sẽ không làm những cái việc lặt vặt giống như là rửa chén, nấu cơm, đồ này nọ. Bởi vì những cái đó thì ai làm cũng được, cho nên là cô sẽ thuê người giúp việc. Ngoài ra thì hả cái kiểu như là vườn tược cây cối trong nhà rồi á là cô cũng sẽ không có biết làm, bởi vì cái đó thì cô cũng có thuê người để làm phụ cô. Ngay cả tài xế nha, cô cũng sẽ có tài xế để đưa đón riêng những cái lúc mà cô mệt nữa đó. Rồi ăn uống nữa ha, cũng phải có người lên cái lịch cho cô ăn cái gì là tốt cho sức khỏe, rồi ăn cái gì, mua sắm ăn đồ ăn ở đâu rồi đó, chứ không phải là đụng đâu ăn đó nha các bạn. Nhà giàu mà, cho nên là cô ăn uống rất là kỹ luôn đó. Và không biết là các bạn có từng bao giờ mơ ước trở thành một người giàu có giống như cô không ta? Đó, kiểu như là bước ra đường á là lúc nào cũng đồ đẹp nè, xe sang nè, ngồi phòng máy lạnh nè, đó, vân vân và vân vân. Rồi bây giờ quay trở lại đến một cái cô giáo nghèo thì cô này cũng rất là giỏi nha. Đó, chị cũng đang cố gắng để vẽ cho các bạn thấy rằng á là tức là thật ra đó, giàu với nghèo á cũng không có khác nhau lắm đâu, đều là người tốt đó nha. Hai cô này đều là người tốt hết luôn. Cô giáo nghèo á thì cũng là một học sinh giỏi các bạn, cũng học rất là giỏi, cô cũng có ngoại ngữ luôn. Sau đó thì cô phải kiểu như là sao ta, nhưng mà gia đình của cô thì nghèo, với lại cô nói chung là sức khỏe của cô cũng không có tốt lắm. Và cô, cái sở thích của cô là cô cũng thích cho nó thoải mái, cô không có bon chen để mà kiếm nhiều tiền đó các bạn. Cái kiểu như là cô cũng đi làm nhưng mà cô không có làm quá nhiều. Đó, cô làm ở trên trường xong rồi về nhà cô sẽ trồng hoa và làm những cái đồ thủ công và chơi với lại ba mẹ đồ của mình. Cho nên là cái việc kiếm tiền của cô thì dĩ nhiên nó sẽ không có bằng cô giáo giàu rồi. Tại vì cô giáo giàu thì làm việc rất là cực lực, còn cô giáo nghèo thì kiểu như là cô chấp nhận cái cuộc sống nó an nhàn thôi, làm vừa đủ thôi để mà kiểu như là chăm chút cho cái sự yêu thích của mình như là trồng cây, trồng cối. Đó, cho nên là cô chọn cách sống đơn giản. Tại vì nếu như mình không có tiền thì mình đâu có kiểu như là quần áo hay là tóc tai đồ được đâu. Đó, tóc ở nhà thì cô cũng nhờ mẹ hoặc là em, hoặc là ra mấy cái tiệm ở gần nhà đó để hớt một cái máy ngang đơn giản như thế này. Đó,
mắt thì cô cũng để bình thường, không cần phải đeo len đồ để nhìn cho nó long lanh nha. Và cô cũng siêng năng tập thể dục, tưới cây, trồng rau đồ ở nhà đó các bạn. Cho nên là cô cũng không có quá bị béo đồ đó. Cô cũng giữ dáng rất là cân đối. Đây, đó, và cô sẽ mặc bộ đồ và bikini ở nhà cũng đơn giản như thế này. Đây, đó và một hồi nữa thì các bạn sẽ nhận xét với chị thử xem là các bạn sẽ thích là cô giáo giàu hơn hay là cô giáo nghèo hơn nha. Đó thì ở đây hai cô đều cùng là giáo viên dạy trường quốc tế đó, và cả hai cô đều rất là giỏi đó, nhưng mà cô giáo giàu thì có vẻ rất là tích cực đó, làm việc suốt luôn. Còn cô giáo nghèo thì cũng làm việc nhưng mà kiểu như cô làm vừa sức thôi, và cô dành thời gian để bên ba mẹ của mình, dành thời gian để kiểu như là thư giãn đầu óc, chăm sóc cây cối. Bởi vì với cô là tiền thì không là tất cả. Quần áo thì cũng vậy luôn, cô cũng không có mong ước là mình trở nên là quá xinh đẹp đó, bình thường thôi. Còn cô giáo giàu thì lại thích mình đó hả, phải là kiểu như là đẹp, giàu có, bước ra ngoài là ai cũng phải ngưỡng mộ mình đó. Là quần áo là phải mặc quần áo hiệu, tóc tai là lúc nào cũng phải là chải chuốt sao cho nó thật là xinh đẹp, kiểu cách đồ đó, đó nhìn một phát là ấn tượng liền. Bởi vì theo cô là đồng tiền là sức mạnh đó, kiểu như là để có nhiều người yêu thích mình, nhiều người ngưỡng mộ mình. Ví dụ như ra đường mà thấy cô đẹp như vậy thì các chàng trai cũng sẽ thích cô hơn. Đi vô nhà hàng, quán ăn mà thấy cô sành điệu như vậy thì người ta cũng sẽ đón tiếp cô nồng nàn hơn đó. Còn cô giáo nghèo thì kiểu như cô không có quan tâm, muốn đón tiếp cô làm sao cũng được rồi hả, kiểu như ai thường thương cũng thường thôi, cứ cô cũng không có cần phải chạy theo thời trang hay là chạy theo gì hết trơn á, mà đâm ra thành một người giàu, một người nghèo các bạn. Mà càng ngày thì nó sẽ càng xa ra nha, càng ngày thì cái cô giáo giàu càng giàu, còn càng ngày thì cô giáo nghèo không phải là càng nghèo nhưng mà cô bình thường thôi đó. Và đây là một bộ đồ mà chị đang thiết kế cho cô giáo giàu nè, thấy không, veston rồi ha, kiểu cọ rồi, đuôi cá rồi ha đó. Và đây là bộ đồ của cô giáo nghèo nè đó, cô về kiểu đơn giản hết trời, mặc gì cũng được trơn, thậm chí là ai cho đồ cô kiểu như là cô giáo giàu đi ha, hay cô dạy chung trường đó, xong rồi cô giáo giàu mặc cái bộ đó chán rồi, hết lỗi thời rồi, hết modern rồi, thì cô giáo giàu cho lại cô giáo nghèo, thì cô giáo nghèo cũng không có mắc cỡ luôn, cô cũng mặc bình thường, cô nghĩ là cô đang bảo vệ môi trường, kiểu như không có mặc quá nhiều đồ đó các bạn. Tại vì khi mà chúng ta ăn và mặc quá nhiều thì sẽ gây áp lực lên môi trường đó, cần phải người ta phải dệt vải rồi làm nhiều rồi đó, cho nên là cô đơn giản lắm, sao cũng được hết trơn. Thì không biết là các bạn là theo tiếp nào ở đó, người nào mà thích đẹp, thích sang trọng, thích được nhiều người để ý quan tâm thì chúng ta sẽ theo phong cách của cô giáo giàu ha. Còn người nào thích đơn giản nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ theo phong cách của cô gái nghèo. Tuy nhiên là trong cuộc sống thì ai cũng phải cần học tập và làm việc nha. Đó là đôi giày nơ của cô giáo giàu, còn bây giờ thì là của cô giáo nghèo thì dĩ nhiên là nó đơn giản rồi các bạn. Đó ha, quần áo, váy vóc đồ, nói chung là cô rất là đơn giản luôn. Và khi đi làm thì cô cũng mang theo những cái đồ mà nó tiện thôi chứ không có đẹp gì hết trơn á. Đây là một cái ba lô mà ba lô rút á các bạn, ba lô bằng vải á, xong rồi nó rút lại á, cô đựng đồ trong đó đơn giản thôi, không có cầu kỳ gì hết trơn á. Ở đây là có một cái cọng dây dù thôi nha, giống như là thời sinh viên học sinh mà mình đi học vậy đó. Có điều là cô thêu nha, cái này là cô tự thêu lên đó, chứ đâu có tiền đâu mà mua nhiều đồ, cô tự thêu lên một cái bông hoa. Còn cô giáo giàu thì dĩ nhiên rồi, đi làm là phải cặp táp xịn sò, rồi hả cặp táp bằng da mà phải theo phong cách đó. Và phong cách cô đang chọn đó là phong cách cherry đó, đây một cái cherry nha. Cô ngày xưa mà chưa đi học đó là cô mặc đồ là kiểu như style công chúa rồi luôn, rất là dễ thương, cầu vồng nữa nha. Nhưng mà bây giờ đi dạy là lớn rồi thì cô cũng mặc đồ nó đơn giản hơn nhưng mà cũng rất là đẹp đó. Nói chung nói gì thì nói chứ công nhận là công chúa ấy lộn, cô giáo giàu thì rất là phong cách, đồ nói chung là nhiều cái đẹp lắm, nhiều cái để chúng ta phải nhìn mà trầm trồ nha. Kiểu như uống nước mà thay vì các bạn là uống cái ly nó to đúng không, ly trà sữa, ly trà đào rồi nó to, cô uống cái loại ly lùng đó. Bởi vì theo cô nếu mà mình uống ly to quá nó cái đá nó tan ra thì nó sẽ bị dở lên, cho nên cô uống ly lùng lùng vậy đó, uống hết rồi lại mua ly khác đó. Còn cái cô giáo nghèo này thì hả, do là không có tiền cho nên là cô đã mua những cái ly, những cái kiểu như là nước suối, xong rồi cô đổ nước suối nhà đem theo đó các bạn. Còn như hồi nãy chị đã nói thì cô giáo giàu là sẽ có cái chìa khóa xe ô tô nha. Bởi vì cô đi hay đi làm và đi đâu vậy đó, cô sẽ đi bằng ô tô cho nó mát, cho nó xịn, nó không có bị bụi bặm. Và dĩ nhiên là cái móc khóa của cô cũng sẽ là móc khóa cherry. Còn cô giáo nghèo thì trời ơi, cô kiểu như cô nói là cô yêu môi trường đồ này nọ đó, nên là cô đi xe đạp điện các bạn đó. Và đây là chìa khóa xe đạp điện, bông hoa này là cô cũng tự làm nè đó.
Rồi hả, cô còn mang theo một cái hộp. Trong đây đựng rất là nhiều đồ cô cần thiết, ngay cả hộp cơm, sách vở. Ngoài cái ba lô ha, cô còn đem theo cái hộp đó nữa các bạn. Đó, và đây là cái điện thoại của cô nè. Cũng không có chạy theo modem nha, một cái điện thoại, một cái ốp lưng cô tự làm. Còn bên đây á, cô giáo già sẽ rất là xịn sò với lại cái điện thoại gập siêu mỏng đời mới nha. Trời ơi, cái này là tới mắc tiền lắm luôn á. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ tô màu cho các cô giáo nè. Thì cô giáo nghèo thì dĩ nhiên rồi, đơn giản mà, cô yêu môi trường mà, cho nên là cô sẽ để mái tóc đen tự nhiên của mình, chỉ cần cắt bằng thôi là ok ha. Như thế này, đó, mình chừa chừa cho nó sáng. Còn cô giáo giàu thì sẽ kiểu như là làm tóc rất là nhiều màu, ba màu luôn. Rồi làm cái mái tóc này nó rất là cực và rất là tốn tiền luôn nha các bạn. Đó, và cô chọn cái trường quốc tế là bởi vì ở trường quốc tế thì người ta sẽ cho kiểu như là cô giáo được để tóc thoải mái. Chứ nếu như ở những trường công lập thì hầu như cô giáo không có được nhuộm tóc như vậy. Và đây là bộ đồ của cô giáo nghèo nè. Đó, những cái màu đơn giản đó. Và do là không có tiền và cũng không có quan tâm quần áo thì đụng cái gì mặc cái đó, cô không có theo style gì hết nha. Có thể là áo này mặc với lại quần kia màu tùm lum tùm la, màu trắng, màu hồng, màu xanh gì đó. Nói chung là cô có thể phối chung luôn nha. Đó, bông hoa tím rồi cái bông hoa cam đó. Hay gì thường là những người có tiền mà mặc đồ thiết kế thì người ta sẽ không có mặc đồ kiểu như là lè lẹt nhiều màu đâu. Đó, còn cô giáo nghèo thì đâu có thiết kế gì đâu, kiểu như là có đồ nào thì mặc đồ đó thôi, miễn lịch sự là được rồi. Đó, và đây, đó, thấy chưa, áo thì nơ hồng vàng đi với váy xanh, rồi điện thoại thì màu cam, túi thì màu xám, nơ bông tím, đó, tùm lum hết luôn nha. Đó, và đồ thì có khi á hả, áo trên quần màu khác gì đó, tùm lum hết luôn. Trong khi á là cô giáo giàu là có style riêng nha. Đó, đồ cherry thì là phải đỏ nè, đi với lại màu xanh nè, đó, chấm chấm như thế này. Đó, xanh đậm, xanh nhạt. Bộ vest này được thiết kế rất là mắc tiền luôn nha, may đồ form rất là chuẩn luôn. Và ở bên trong này á, là cũng là một cái bộ đồ lót nha. Và nó mặc sẽ phù hợp với lại cái bộ vest bên ngoài, chứ không phải tùy tiện mặc đâu nha. Không phải là bên ngoài thì được, rồi bên trong muốn mặc sao mặc đâu. Và cô sẽ mặc theo cái đồ lót, và sẽ theo cái đồ bên ngoài luôn. Các bạn thấy ghê không? Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu kiểu như là trang điểm ấy nha. Còn đồ của cô giáo giàu thì nó cứ theo tông vậy thôi, nó không có lè lẹt các bạn. Theo tông màu xanh với lại màu đỏ, màu tông cherry á. Còn da của cô thì cô sẽ làm theo cái tông là trắng hồng. Đó, và chị đang kiểu như là cố gắng làm cho cô đẹp lên, nhưng mà không biết đồng hồ có bị xu nha. Đây đó, mắt thì đeo lên cho nó hồng hồng lên, cho nó tươi tỉnh lên đó các bạn. Đó. Rồi đây cái miệng này nha. Chị rất sợ vẽ cái miệng luôn á, tại vì chị đang cầm bút lông á, sợ đồng hồ nó sẽ bị xấu á. Trời ơi, thấy nó hơi đẹp tà le rồi đó nha. Rồi, con mắt cho thêm một chút màu xanh nữa cho nó đẹp ha. Ok. Rồi, còn cô giáo vàng, cô giáo nghèo thì chúng ta chỉ việc lấy cái bút chì và tô sơ sơ thôi, rồi cắt ra. Yeah, và đây sau khi cắt xong rồi nè. Đó, các bạn xem nè ha, đồ của cái cô giáo giàu á thì nhìn nó rất là kiểu như là theo tông, sệt tông, nó rất là fashion thời trang ha. Còn của cô bên đây là kiểu như là nó tầm lum hết, nhưng mà mặc vô thử xem sao, biết đâu đồ bên đây đẹp hơn thì sao nha. Đây, chị sẽ mặc đồ cho cô giáo nghèo ha. Đây, đôi giày nè. Đó, đôi giày này cô mua ở chợ đêm nha. Chợ kiểu như là chợ cuối, chợ đêm mà người ta bán sổ á, bán rẻ đó. Rồi, đây, cái áo thì được tặng, còn cái váy này từ hồi lúc cô là sinh viên á, tới bây giờ luôn. Đó. Rồi, cô sẽ cầm cái ba lô và cô sẽ nghe bằng cái điện thoại mà nó hơi bị bự như thế này nha. Nước á, thì cô cũng dở theo uống nè. Đó, và đây, sách, tài liệu, cơm hộp gì đó, cô bỏ trong cái hộp này để đem theo cho đỡ tốn tiền nha. Cô chạy xe thường thôi, xe đạp điện nè. Đó, cho nên chìa khóa nó sẽ như thế này ha. Rồi, bây giờ thì đến cái cô giáo giàu. Đây. Đôi giày xong là đã thấy rất là cherry luôn rồi ha. Cô đang theo phong cách là cherry cool. Đó, mặc một bộ đồ veston nha. Đó, bộ đồ hàng hiệu đàng hoàng. Đó, rồi trên tóc thì hả, cũng không có quên là kiểu như là cài mấy cái kẹp lên cho nó dễ thương. Đó, và cô trang điểm rất là kỹ càng luôn nha. Còn cô bên đây hả, không có thấy trang điểm nữa. Đây, đó, bên đây là kẹp hoa. Rồi bên đây là kẹp trái tim. Uống nước là cũng uống nước cherry ép nha. Rồi cô đi xe ô tô nha các bạn, cho nên cái chìa khóa này đó là cái móc khóa cherry luôn. Đó, rồi đây là cái cặp bát da nè. Đó, và cái điện thoại á thì là điện thoại gập nha các bạn. Điện thoại đời mới mà gập siêu mỏng. Và đây, chìa khóa ô tô sẽ bỏ vô trong đây.
quá xịn sò luôn đúng không? Đó, các bạn nhìn xem coi là các bạn sẽ thích ai hơn nha. Cả hai đều là hai cô giáo tốt bụng hết. Đó, nhưng mà cô này giàu, cô này thì nghèo. Đó, cô này thì lúc nào cũng bận rộn hết và sẽ dạy cho các em là cách xài tiền và cách kiếm tiền. Đó, còn cô này thì sẽ dạy cho các em cách mà sống giản dị, vui vẻ. Đó, thì không biết là các em sẽ thích ai. Còn video đến đây là kết thúc rồi ha. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video sau. Mỗi một người cũng có một cái cách sống riêng khác nhau. Theo chị thì ai cũng có cái hay hết, tùy theo mình lựa chọn thôi. Đó, còn bây giờ thì chúc các bạn vui khi xem video ha. Yêu các bạn nhiều, bye bye.